Đây là những hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của một chiếc ô tô. Chiếc camera hành trình này đã vô tình ghi lại được tình huống va chạm giữa người đi xe máy và người đi bộ. Hậu quả của vụ va chạm là người đi xe máy lẫn người đi bộ đều ngã ra đường. Thời điểm này, trên đường có khá đông các phương tiện đang di chuyển. Đường khá rộng, tầm nhìn của các phương tiện là khá tốt. Vậy đâu là nguyên nhân khiến vụ va chạm xảy ra? Và đây là câu trả lời cho tình huống va chạm vừa xảy ra. Cô bé này băng qua đường. Khi đến giữa đường thì bị một chiếc xe máy tông phải. Nguyên nhân là đây. Chiếc ô tô đang di chuyển đã vô tình che khuất tầm nhìn của người điều khiển xe máy. Và khi phát hiện ra có người đang đi bộ ở phía trước, người điều khiển xe máy đã không thể làm chủ được tình huống, đâm sầm vào người đi bộ, khiến cả hai té lăn ra đường. Tuy nhiên, còn một điều đáng lưu ý nữa. Vị trí nơi va chạm xảy ra không hề có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Điều đó có nghĩa cô bé này đã sang đường không đúng nơi quy định. Câu chuyện thứ hai mà chương trình cận cảnh sẽ là một vụ tai nạn xảy ra ngay trước đầu ô tô gắn camera hành trình. Một người thanh niên lao ra từ vệ đường và tông thẳng vào một chiếc ô tô đang đi trên đường và bị hất văng ra. Đâu là nguyên nhân của màn va chạm thót tim này? Hãy cùng xem lại tình huống. Chiếc ô tô có gắn camera hành trình đang di chuyển với một tốc độ khá chậm. Chiếc ô tô phía trước cũng di chuyển với vận tốc tương tự. Ngoài trời lúc này đang có một cơn mưa nhỏ, mặt đường khá trơn trượt. Đột nhiên, một người thanh niên từ trong lề đường lao thẳng vào chiếc ô tô đang di chuyển phía trước. Cú va chạm khá mạnh khiến người thanh niên văng xuống lòng đường. Ngay sau đó, một cô gái vội đuổi theo người thanh niên. Hãy nhìn kỹ thái độ của họ. Có vẻ như họ đang giận nhau và hành động lao đầu vào ô tô đang chạy của người thanh niên là vì tức giận bạn gái chăng? Mặc dù sau khi va chạm với chiếc ô tô, người thanh niên vẫn có thể đứng dậy và may mắn không gặp chấn thương nào quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, anh ta cũng khiến cho những người chứng kiến vụ việc trên chiếc ô tô có gắn camera hành trình một phen thót tim.